Tiếp tục chương trình thời sự trên nay sẽ là những thông tin về diễn biến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19. Thưa quý vị khán giả, Đài Loan, Trung Quốc đã công bố trường hợp tử vong đầu tiên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại vùng lãnh thổ này. Đây là trường hợp tử vong thứ 5 trên thế giới ngoài Trung Quốc, đại lục liên quan đến virus này. Theo giới chức y tế Đài Loan, trường hợp tử vong là một người đàn ông ở độ tuổi 60 và làm nghề lái taxi. Người này không ra nước ngoài trong thời gian gần đây, song có tiếp xúc với nhiều khách du lịch trở về từ Trung Quốc đại lục, cũng như các vùng lãnh thổ như Hồng Kông và Macau. Một thành viên gia đình của người đàn ông này cùng 60 nhân viên y tế có tiếp xúc với ông đã cho kết quả dương tính với nCoV. Hiện giới chức Đài Loan đang khoanh vùng những người từng tiếp xúc với người bệnh này. Cho đến nay, Đài Loan đã xác nhận tổng cộng 20 ca nhiễm virus nCoV. Ngày hôm qua, những thông điệp động viên khích lệ cũng như các hành động trợ giúp thiết thực về trang thiết bị tiếp tục được cộng đồng quốc tế gửi tới Trung Quốc để hỗ trợ công tác phòng và dập dịch COVID-19 tại nước này. Một đợt quyên góp lớn các vật phẩm y tế đã được người dân Iraq chuyển tới Trung Quốc. Đợt hỗ trợ này bao gồm khẩu trang, thiết bị hô hấp cùng nhiều trang thiết bị khác. Đại diện chính phủ Iraq cho biết Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng không chỉ của riêng nước này mà còn là mối quan ngại với các nước khác, đồng thời bày tỏ tin tưởng Bắc Kinh sẽ vượt qua được thách thức này. Cùng ngày, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng bày tỏ tin tưởng vào các nỗ lực dập dịch của Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước cũng cam kết sẽ hỗ trợ Bắc Kinh hết sức có thể trong thời điểm khó khăn này. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 15 tháng 2, tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục do COVID-19 là 1.665 trường hợp và 68.500 người được xác nhận nhiễm bệnh tại 31 tỉnh thành. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020, trong đó nêu rõ chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh nCoV, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thể hiện quyết tâm chính trị, khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 với tinh thần chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo, nhạy bén hơn, có đối sách phù hợp, kịp thời để phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu, bù đắp được những thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực. Chính phủ giao Bộ Y tế là đầu mối đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chú trọng thông tin, truyền thông, khuyến cáo cách phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao hiểu biết, ổn định tâm lý của người dân, xây dựng, cập nhật các phương án để chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Ngày hôm qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh, thành phố Phúc Yên và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Trong ngày kiểm tra, các đơn vị đã báo cáo những vấn đề cơ bản trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quán triệt, triển khai kịp thời đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có người nước ngoài, doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc. Thành phố Phúc Yên đã tạm dừng các hoạt động lễ hội, karaoke, các hoạt động tập trung đông người. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân nói chung và các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các khu cách ly của bệnh viện. Hiện tất cả các trường hợp điều trị tại khu cách ly đang có sức khỏe ổn định. Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện khoanh vùng và cách ly khu vực có đại dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên 20 ngày, đồng thời lập các chốt ở những điểm thuận lợi trên những con đường lối mở đi vào và ra của xã Sơn Lôi. Một số tin tức tiếp tục bản tin trưa nay. Hàng nghìn hecta lúa ở Trà Vinh mất trắng do hạn mặn. Iran không đàm phán với Mỹ dưới áp lực. Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, tiếp tục có những ổ dịch mới phát sinh ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc phòng chống dịch của trại gia cầm giống lớn nhất nước tại tỉnh Bắc Ninh. Mỗi năm, trại gà này cung cấp 65 triệu con gà giống cho ngành chăn nuôi của cả nước. Trong đó, miền Bắc là 35 triệu con, miền Nam là 30 triệu con. Vì thế, khi dịch cúm gia cầm bùng phát, việc phòng dịch tại những cơ sở này phải đặt lên hàng đầu. Ngoài công tác đảm bảo an toàn sinh học, trại gà còn được chẩn đoán định kỳ, kiểm tra hàm lượng kháng thể, tầm soát bệnh. Cuối năm 2019, sau khi chúng tôi kiểm tra trên toàn bộ cái đàn giống, thấy được như vậy là sức đề kháng có giảm. Mặc dù trong cái quy trình vaccine là làm rất tốt, thì do vậy chúng tôi, cái hội đồng khoa học của tập đoàn đã quyết định tiêm bổ sung cái vaccine H5N1 và H5N6 ấy,
Do vậy như vậy nó tăng cái sức đề kháng lên. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định hiện dịch bùng phát chủ yếu ở các trại nhỏ lẻ chưa được tiêm vaccine phòng dịch. Những cơ sở chăn nuôi quy mô hiện đại vẫn đảm bảo phòng dịch chủ động. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã giao cho cục thú y có một cái chương trình giám sát lưu hành của virus và cái tỷ lệ dương tính còn rất thấp. Như vậy là với cúm gia cầm là từ cái bị động mà chúng ta đã chuyển sang cái tình thế là chủ động giám sát và có cái phương án phòng ngừa tương đối có hiệu quả. Hiện nay cả nước có 16 ổ dịch cúm gia cầm, bao gồm 14 ổ dịch do H5N6 và 2 ổ dịch do H5N1 tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Trà Vinh. Trong tổng số gia cầm bị chết tiêu hủy đến thời điểm này là hơn 55.000 con. Riêng trong ngày 16 tháng 2, tiếp tục có một ổ dịch cúm gia cầm, cúm AH5N6 phát sinh tại tỉnh Thanh Hóa và 2 ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 tại tỉnh Trà Vinh. Mùa khô năm 2019-2020, mặn xâm nhập nội đồng tỉnh Trà Vinh sớm khiến hàng nghìn hộ dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay do lúa bị thiệt hại vì thiếu nước tưới. Tại huyện Trà Cú, nông dân đang lao đao do nhiều diện tích lúa không thể cứu được, đành cắt cho bò ăn. Ruộng lúa 1,7 ha của gia đình bà Phan Thị Lan, xã Tân Hiệp những năm trước, vụ lúa trúng nhất năng suất luôn đạt từ 6 đến 7 tấn một hecta. Nhưng vụ đông xuân này, mặn xâm nhập sớm và sâu vào nội đồng khiến gia đình trở tay không kịp. Năm nay tôi xuống giống được 17 công, mà bị hạn mặn thì tác cứu không được, cũng khoảng 10 công rồi, còn 7 công đang có bơm nước lên cứu vớt coi được đỡ chút nào không. Từ tháng 12 năm 2019 đến nay, 7 cống điều tiết nước trên địa bàn huyện Trà Cú phải đóng triệt để ngăn mặn. Hiện tại, nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp của Trà Cú chủ yếu lấy từ cống Tân Dinh, Bông Bót của huyện Cầu Kè và một phần cống Láng Thé, Cái Hóp của huyện Càng Long. Vụ lúa đông xuân này, toàn huyện xuống giống 10.310 ha, đến nay 2.658 ha đã bị thiệt hại, chiếm khoảng 50% diện tích lúa bị thiệt hại của tỉnh. Tổ chức đi kiểm tra lại các cái tuyến kinh để xem xét coi nơi nào mà cần thiết bơm truyền được đó, thì chúng tôi sẽ tổ chức bơm truyền từ kinh cấp 2 sang kinh cấp 3 để bà con có nước sản xuất. Cái giải pháp thứ hai đó là vận động bà con nông dân phải thường xuyên trục vớt lục bình trên các cái tuyến sông để khơi thông cái dòng chảy. Vụ lúa đông xuân năm 2019-2020, tỉnh Trà Vinh xuống giống hơn 60.000 ha, đạt trên 88% so với kế hoạch. Hiện có khoảng 5.160 ha lúa của gần 7.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mặn xâm nhập nội đồng, trong đó 3.236 ha bị thiệt hại trên 30% diện tích, đang đứng trước nguy cơ mất trắng hoàn toàn do không cứu được. Hội nghị an ninh Munich đã có ngày nhóm họp cuối cùng. Theo đó, giới chức EU đã đưa ra đánh giá về các chính sách đối ngoại của khối này trong tương lai. Đại diện cấp cao EU về đối ngoại Joseph Borrell cho rằng chính phủ các nước EU cần sẵn sàng để can dự vào các cuộc khủng hoảng quốc tế hoặc sẽ đứng trước nguy cơ tiếp tục kéo dài tình trạng tê liệt về chính sách đối ngoại hiện nay. EU cần có hành động cụ thể thay vì chỉ bình luận hoặc bày tỏ quan ngại trước các vấn đề quốc tế. Cùng ngày, Ủy ban Quốc tế về vấn đề Libya cũng đã nhóm họp bên lề hội nghị nhằm thảo luận về tình hình hiện nay, hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững tại quốc gia Bắc Phi. Tại cuộc họp, một ủy ban đặc biệt với sự tham gia của đại diện cả hai phe phái tại Libya đã được thành lập và chịu trách nhiệm giám sát lệnh ngừng bắn hiện nay. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thảo luận với giới chức Liên Hợp Quốc trong cuộc họp dự kiến diễn ra trong ngày 18 tháng 2 tại Thụy Sĩ. Iran sẽ không bao giờ đàm phán với Mỹ dưới áp lực. Đây là khẳng định được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra ngày hôm qua. Phát biểu họp báo, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Tehran đối thoại với thế giới bằng sức mạnh và tự trọng và sẽ không bao giờ đàm phán từ vị thế yếu. Theo Tổng thống Iran, cả Mỹ và các nước châu Âu vẫn đang yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo đối thoại. Tuy nhiên, Tehran sẽ chỉ làm như vậy dưới điều kiện công bằng, đó là Mỹ quay trở lại hiệp định hạt nhân, chấm dứt trừng phạt Iran và trở lại đàm phán dưới hình thức P5+1. Bên cạnh đó, ông Rouhani cũng khẳng định đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực nhạy cảm như Trung Đông và Vịnh Pacific sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự hỗ trợ của Iran. Đến đây, chương trình thời sự trưa nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.